Lolo mèo vạc hay còn gọi là Lolo đỏ là một trong những dân tộc ít người của Việt Nam hiện đang sinh sống tại xóm Sàng Pà A, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nằm sâu trong lòng một thung lũng với địa hình bốn bề là núi đá hiểm trở. Người Lolo ở Mèo Vạc sống chủ yếu bằng nghề trồng ngô, lúa và hoa màu. Họ còn có một số nghề phụ như chăn nuôi gia súc, gia cầm và nấu rượu ngô, tráng bánh phở để bán vào những phiên chợ cuối tuần. Nét đặc trưng văn hóa của người Lolo đỏ là lễ hội cầu mưa và bộ trang phục truyền thống. Lễ hội cầu mưa thường được tổ chức vào tháng 3 âm lịch của những năm thời tiết khắc nghiệt, khô hạn. Lễ do trưởng xóm hoặc người già có uy tín trong làng cúng. Đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ, bàn bạc công việc làm ăn, uống rượu và múa hát. Mỗi người phụ nữ Lolo đều có một chiếc hòm bằng gỗ hoặc bằng tôn để cất giữ những bộ trang phục truyền thống được truyền qua các thế hệ trong gia đình. Họ ít khi giặt các bộ trang phục này mà thường đem chúng ra phơi trong những ngày nắng đẹp và lộn trái mặt vải khi cất đi để giữ cho chúng không bị bạc, phai màu. Họ chỉ mang các bộ trang phục đẹp ra mặc trong các dịp đặc biệt như lễ hội, ngày Tết. Phụ nữ Lolo đỏ mặc áo cánh thêu nhiều ở hai ống tay, trước ngực và sau lưng, với quần ống rộng trang trí dọc ở hai bên ống. Họ còn choàng thêm một tấm vải trang trí dày đặc hoa văn phủ quanh hông cùng hai hoặc ba chiếc thắt lưng thêu và quấn một chiếc khăn nhuộm tràm với vô số các quả bông nhỏ trên đầu. Phụ nữ Lolo thường mất khoảng một năm để thêu và hoàn thiện một bộ trang phục truyền thống tinh xảo như vậy. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, phụ nữ Lolo có xu hướng mua trang phục may sẵn với các họa tiết được in vi tính hàng loạt bày bán trên thị trường. Chính vì vậy, nghề thêu truyền thống của người Lolo bị mai một dần và có nguy cơ biến mất. Chào tất cả các bạn, tên tôi là Lùng Thị Minh. Hiện tôi đang sinh sống ở thôn Sàng Pà A, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Nay tôi giới thiệu về cái sản phẩm, cái thổ cẩm của mình. Thứ nhất là thời xưa là chị em người ta vẫn làm, nhưng mà bây giờ trẻ con nó lớn lên nó không biết làm cái này thì bọn tôi giữ gìn cái bản sắc. Bọn tôi có muốn giữ gìn được bản sắc thì cũng có sự liên kết của bên Cà Gia Linh hỗ trợ cho chúng tôi. Không thì cái bản sắc của chúng tôi là càng ngày càng mòn đi. Từ đầu năm 2011, CraftLink đã phối hợp với Hội Phụ Nữ tỉnh Hà Giang triển khai dự án bảo tồn, gìn giữ nền văn hóa truyền thống và nâng cao thu nhập cho người Lolo tại Mèo Vạc. Dự án mong muốn nâng cao nhận thức giá trị văn hóa của người Lolo, cải thiện các kỹ năng thêu, may, hoàn thiện sản phẩm, đồng thời tập huấn cho họ về quản lý sổ sách và tiêu thụ sản phẩm, giúp tăng sinh kế cho cộng đồng. Hiện tại, CraftLink vẫn tiếp tục hỗ trợ nhóm Lolo thiết kế và phát triển sản phẩm mới để lưu giữ nghề thêu truyền thống của dân tộc, đồng thời hỗ trợ nhóm tiêu thụ sản phẩm thông qua hệ thống cửa hàng của CraftLink trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, giúp họ có thêm thu nhập. Với sự chung tay của cộng đồng, nhóm Lolo tại Mèo Vạc đang tiếp tục nỗ lực duy trì bản sắc văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc mình để lưu truyền cho các thế hệ mai sau.